Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với 24 giờ Store. Bình thường thì trước khi mua điện thoại, mình biết ai cũng vậy thôi, sẽ cân nhắc rất nhiều trước khi chọn được cho mình một con điện thoại ưng ý. Và mình sẽ ở đây để giúp mọi người đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải đau đầu. Chúng ta sẽ có một kèo so sánh cực kỳ căng tại thời điểm hiện nay. Đó chính là trong tầm giá 13 cũ, iPhone 13 cũng như là iPhone 12 Pro Max, đâu sẽ là con điện thoại ngon hơn, đáng mua hơn, và ai sẽ phù hợp mua con điện thoại nào, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này. Nếu các bạn đã quan tâm tới sản phẩm này thì có thể tìm hiểu tại 24 giờ Store thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Ngoài ra 24 giờ Store còn đang tặng cường lực và có mức giá thấp nhất thị trường, ưu đãi thu cụ đổi mới lên tới 1,5 triệu đồng. Tuy nói là nằm chung phân khúc nhưng mà giá của iPhone 12 Pro Max cao hơn iPhone 13 tầm một cũ. Tất nhiên là cả hai đều là máy cũ và cùng là phiên bản có bộ nhớ là 128GB. Đầu tiên chỉ cần nhìn thôi là các bạn cũng thấy được sự khác biệt về kích thước cũng như là những thứ được trang bị. Ví dụ như trên iPhone 12 Pro Max thì chúng ta sẽ có cạnh viền thép, mặt lưng kính nhám cùng camera 3 mắt. Còn trên iPhone 13 chúng ta chỉ có cạnh viền nhôm, mặt lưng kính bóng cũng như là hai camera. iPhone 12 Pro Max thì là dòng cao cấp, còn iPhone 13 chỉ là dòng thường thôi. Nên nếu những bạn nào đang tìm kiếm một cái thiết kế nó cao cấp, nó sang trọng hơn thì iPhone 12 Pro Max là một lựa chọn hợp lý. Nhưng mà iPhone 13 có một cái mình rất là thích, bởi vì nó nhỏ, nó gọn và nó nhẹ hơn iPhone 12 Pro Max rất là nhiều. Cũng như là iPhone 13 dễ sử dụng một tay hơn nè. Rồi kiểu đàn ông con trai chúng ta khi ra đường thì hay bỏ điện thoại trong túi quần, con này nó sẽ thoải mái hơn, không cụm cắn gì cả. Nhưng mà có một lưu ý là viền nhôm trên iPhone 13 sẽ dễ cắn móp hơn, nên khi sử dụng mình khuyên các bạn là nên đeo ốp vào cho an toàn. Nhưng mà chắc chắn nếu nói về công năng cũng như độ bền thì iPhone 12 Pro Max ăn được. Kích thước to hơn, dĩ nhiên là màn hình của iPhone 12 Pro Max cũng lớn hơn, 6.7 inch so với 6.1 inch trên iPhone 13, cho một không gian hiển thị và sử dụng rộng rãi hơn, thoải mái hơn, xem phim, xem video, các thứ góc nhìn cũng rộng hơn, phê hơn. Còn về chất lượng hiển thị thì hai con này hầu như không có sự khác biệt, vẫn là tấm nền Super Retina XDR OLED, độ phân giải là Full HD Plus, độ sáng tối đa đều là 1200 nits, cho được những trải nghiệm giải trí thực sự là ổn. Với độ sáng này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng ở ngoài trời. Những trải nghiệm khác như là vuốt chạm, khả năng phản hồi v.v. cũng đều như nhau vì tần số quét đều là 60Hz. Nói chung màn hình của hai con này cho trải nghiệm gần như là tương đương. Nhưng mà nếu bạn nào thích màn to dùng cho sướng hơn, phê hơn thì iPhone 12 Pro Max vẫn hợp lý hơn. Về phần camera, các bạn nhìn vào là thấy iPhone 12 Pro Max sẽ nhiều hơn một camera tele. Hai con này thì dùng chung cảm biến, iPhone 13 là Apple bê nguyên cụm cảm biến từ iPhone 12 Pro Max lên. Nhưng mà thuật toán xử lý của chúng lại có sự khác biệt, khi ảnh trên iPhone 13 được cân bằng trắng tốt hơn, cho được nước ảnh nhìn cũng dễ chịu hơn. Trong khi iPhone 12 Pro Max sẽ thiên về tông ấm và kiểu hơi bị ám vàng một chút. Chỉ là khi chụp ảnh xóa phông vì có thêm một ống kính tele cũng như là có cảm biến LiDAR nên những bức ảnh được chụp từ iPhone 12 Pro Max nhìn sẽ đẹp hơn, ảo diệu hơn và có chiều sâu hơn. Cảm biến LiDAR cũng giúp cho khả năng chụp thiếu sáng trên iPhone 12 Pro Max nhìn hơn một chút so với iPhone 13. Tóm lại thì camera của cả hai con này đều vẫn rất ngon và đáp ứng được tốt những cái nhu cầu mà mọi người chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, sống ảo, các kiểu các thứ. Từ độ chi tiết này tới màu sắc vẫn rất là chân thật, đúng kiểu iPhone mà các bạn vẫn hay thích, về dễ dàng chỉnh sửa, dễ dàng hậu kỳ. Cấu hình thì vì iPhone 13 là đời sau nên sẽ được trang bị một bộ xử lý mới hơn với con chip là A15 Bionic so với A14 Bionic trên iPhone 12 Pro Max. Nhưng mà iPhone 12 Pro Max lại có 6GB RAM, còn iPhone 13 chỉ là 4GB mà thôi. Trên thông số thì các bạn cũng có thể thấy là mỗi con đều có một điểm mạnh riêng, nhưng mà so với trải nghiệm thực tế thì hai con này không khác nhau nhiều. Khi chơi những tựa game nặng, ví dụ như Genshin, thì mình thấy iPhone 13 mát hơn, chơi được lâu hơn. iPhone 12 Pro Max thì chơi vẫn ngon nhưng mà nó sẽ nóng lên hơi nhanh. Nên là nếu các bạn chơi game nhiều thì mình khuyên là nên dùng một cái sò lạnh tản nhiệt để hiệu năng của máy ổn định hơn. Còn về những tác vụ cơ bản hàng ngày, ví dụ như là lướt Facebook, TikTok, nhắn tin, rồi đa nhiệm v.v. thì không còn điều gì để nói vì chúng làm rất tốt, rất mượt mà, rất trơn tru và ổn định. Để nói với sử dụng lâu dài thì hai con này đều dùng rất lâu nữa, ít nhất là 3-4 năm. Nhưng mà nếu mà để so ra con nào lâu hơn thì chắc chắn là iPhone 13 sẽ lâu hơn. Về pin thì một con máy lớn như iPhone 12 Pro Max chắc chắn sẽ được trang bị một viên pin có dung lượng lớn hơn so với iPhone 13 là 3687mAh so với 3240mAh. Nhưng mà thời gian on screen thì lại tương đương nhau, bởi vì iPhone 12 Pro Max nó phải gắn một cái màn hình lớn hơn nên sẽ hao pin nhiều hơn so với iPhone 13.
Nói chung pin của hai con này là quá đủ sử dụng trong một ngày rồi. Còn nếu những bạn nào mà quay video nhiều này, chụp ảnh nhiều hay là chơi game nhiều thì mình nghĩ chỉ cần sạc thêm một lần trong ngày nữa thôi là ok. Tổng kết lại, theo tất cả những gì mà chúng ta phân tích nãy giờ thì rõ ràng là tất cả những trải nghiệm iPhone 12 Pro Max nó đều tương đương hoặc là hơn so với iPhone 13. Nên là nếu để lựa chọn thì dễ dàng thôi, mình sẽ chọn iPhone 12 Pro Max. Còn nếu những bạn nào mà ưa thích cái sự nhỏ gọn, nhẹ, tiện lợi thì iPhone 13 cũng là một lựa chọn đáng để lưu ý. Các bạn nghĩ sao về hai con máy này? Hãy để lại comment ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của 24 Giờ Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.